tin mới nhất liên quan tới vụ tài xế bị tấn công vì không dừng xe ở cao tốc để khách nữ đi vệ sinh ở Nha Trang. Được biết, cơ quan chức năng đã có buổi làm việc với hai người đàn ông tấn công tài xế và nữ hành khách trong vụ việc trên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Mặc dù vụ việc trở nên ồn ào và gây ảnh hưởng lớn tới nhiều người, nhưng tài xế xe khách cho biết anh không muốn làm khó ai, chỉ cần phía nữ hành khách xin lỗi và bồi thường thỏa đáng. Công an phường Phước Hải, thành phố Nha Trang cho biết đã làm việc với anh Trương Hữu Anh Vũ, chú ở xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, là tài xế xe khách dừng nằm chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang của nhà xe Bình Minh Bus, thành phố Hồ Chí Minh và người đã tấn công tài xế Vũ có tên Nguyễn Trung Tê. Cùng cô gái yêu cầu dừng xe để đi vệ sinh khi trên cao tốc nhưng không được. Theo đó, người tấn công tài xế có tên là Nguyễn Trung Tê, sinh năm 1993, trú ở phường Vạn Thạnh, Nha Trang, và nữ hành khách tên là TMH, sinh năm 2003, trú ở phường Phước Tân, Nha Trang. Thông tin ghi nhận, vào khoảng 22 giờ ngày 17 tháng 2, chị TMH có lên xe khách dương nằm biển số 51B3405 do tài xế Trương Hữu Anh Vũ, chú ở xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang điều khiển để đi từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Nha Trang. Quá trình đi, khi xe đang di chuyển trên cao tốc Long Thành Dầu Dây thì chị Hát bị đau bụng và có nói tài xế Vũ dừng xe lại để đi vệ sinh. Do đang di chuyển trên cao tốc không dừng được xe nên tài xế có giải thích và nói dáng đợi đến đường tránh để dừng xe. Khi đi đến đường tránh, tài xế Vũ dừng xe nhưng chị Hát không đi vệ sinh với lý do, sợ đêm tối. Sau đó anh Vũ cho chạy xe tiếp đến cây xăng thì tấp vào để chị Hát và hạt khách trên xe đi vệ sinh. Khoảng 4 giờ ngày 18 tháng 2, khi xe gần về đến thành phố Nha Trang, thì chị Hát có gọi điện cho người quen là anh Nguyễn Trung Tê kể lại sự việc và nhờ Tê đến khu vực cây xăng trên đường Tố Hữu để đón mình. Sau khi nghe điện thoại, Tê rủ thêm một thanh niên đi cùng. Khi xe khách vừa đến nơi, Tê và thanh niên đi cùng leo lên xe, dùng tay, chân, đánh vào người tài xế về, sau đó cả hai xuống xe và chở chị Hát về. Quá trình xác minh làm việc, công an phường đã cấp giấy giới thiệu cho anh Vũ đi khám chứng thương. Kết quả thương tật, chỉ bị sưng nề, đau phần mềm ở cổ và vai bên phải, không có bầm tím hay tụ máu. Công an phường Phước Hải đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đại diện nhà xe Bình Minh Bus cho biết, hiện nay tài xế Vũ do bị căng thẳng từ vụ việc nói trên nên rơi vào hoảng loạn. Tài xế Vũ phải đi chuyển nước và không làm việc mấy ngày nay. Đến nay, nhà xe, tài xế chưa nhận được lời xin lỗi nào từ phía người tấn công. Nhà xe chỉ bảo vệ nhân viên của mình, còn việc hòa giải giữa tài xế và người hành hung là tùy thuộc vào hai người. Ngày 24 tháng 2, anh Trương Hữu Anh Vũ, 41 tuổi, lái xe giường nằm của nhà xe Bình Minh Bus cho biết, cơ quan công an đã gọi tôi lên làm việc, sự việc vừa qua không những ảnh hưởng đến gia đình, bản thân mà còn ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty. Anh Vũ cho biết thêm, mấy ngày qua tôi suy nghĩ nhiều, sự việc khiến tôi khá mệt mỏi. Tôi chỉ cần nữ hành khách đó đứng ra xin lỗi, bồi thường thỏa đáng và phải có sự chứng kiến của phóng viên báo chí. Thực sự tôi không muốn làm khó cho ai, chỉ cần làm theo đúng những lời tôi thì gia đình sẽ không nộp đơn yêu cầu khởi tố, nếu không tôi sẽ làm đơn gửi đến cơ quan chức năng. Hôm đó tôi bị tấn công tới tấp vào người, tôi chỉ ôm đầu chịu trận và xin lỗi. Vụ việc khiến đầu, cổ tôi bị đau và choáng. Hơn 20 năm làm nghề từ phụ xe cho đến lái xe, lần đầu tiên mới bị cảnh này sự việc nam tài xế bị hai người đàn ông tấn công do không dừng xe cho nữ hành khách đi vệ sinh đã gây xôn xao dư luận rất lớn ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành động của những người trên trong bất kỳ trường hợp nào thay vì giải quyết bằng sức mạnh mỗi người nên bình tĩnh ngồi lại để nói chuyện với nhau không nên làm hại đến thân thể tinh thần của đối phương qua đây cũng là bài học cho mỗi người cần cẩn trọng với mọi hành động của mình